Sở hữu một bàn tay như thế này, có mà tiêu ba đời cũng chẳng hết được tiền. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người một cái mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1974. Cũng như tựa đề mình vừa chia sẻ, thì đây là một mẫu bàn tay gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Tiền tài vào rất nhiều, kinh tế sẽ rất là khá. Và chủ nhân mẫu bàn tay có một cái cuộc sống rất là phồn thịnh, đầy đủ kinh tế, con cái, vợ chồng, gia đình rất là hạnh phúc. Và sau đây mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ cho cái mẫu bàn tay này để cho mọi người thấy được đâu là những dấu hiệu mang lại sự thành công mạnh mẽ đến như vậy. Trước tiên, ta quan sát bàn tay thì ta có thể thấy mẫu bàn tay này da tay rất là khô và chai sần. Đấy, các vết chai này ở các gò trên lòng bàn tay và cũng như là các đốt ở vị trí ngón tay áp út và ngón tay giữa. Đây sẽ thể hiện là người phải làm lụng chân tay rất là nhiều, vất vả nên bàn tay mới chai sạn như thế này. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay, chị ấy có chia sẻ thực với mình là hiện tại đang làm công việc đó là chăn nuôi và có kinh doanh thêm nữa. Nhìn những cái vết chai sần này, ta cũng thừa hiểu chủ nhân mẫu bàn tay xuất thân cũng vất vả, hai bàn tay trắng đi lên, chứ không phải là sinh ra trong một gia đình quyền quý đầy đủ. Cái điều này nó còn thể hiện rất rõ, đó là trên vị trí đầu đường sinh đạo, vị trí mình khoanh tròn đây, các bạn thấy không? Đầu đường sinh đạo xuất hiện vô vàn những vết cắt, một này, hai này, ba này, đều là những vết cắt rất lớn, đậm, sâu và rõ, thể hiện thời thơ ấu vô cùng bất hạnh, sống trong một gia đình kinh tế không có đầy đủ, thiếu trước, hụt sau. Và chủ nhân mẫu bàn tay này đi lên từ đôi bàn tay trắng. Các bạn có thể kiểm nghiệm cái lời mình nói xem có chính xác hay không. Những bạn nào xuất thân từ hai bàn tay trắng đều sở hữu những đường cắt nhập nhèm ở giai đoạn đầu đường chỉ sinh đạo này. Hoặc cái cấu trúc của đường chỉ sinh đạo giai đoạn đầu rất là lu mờ, không có rõ nét. Đây là điều mình đã chiêm nghiệm biết bao nhiêu năm nay và thấy vô cùng là chính xác. Và tiếp theo nữa, chạy được một quãng trên đường chỉ sinh đạo này, ta thấy có những đường chỉ tài đạo hướng lên, mang lại sự may mắn về tài lộc cho chủ nhân mẫu bàn tay. Rất là đẹp nhé, mọi người thấy không? Đây sẽ là thời điểm chủ nhân mẫu bàn tay này làm có tiền, kinh tế sẽ khá, phát triển, đi lên từ mốc ngoài 32 tuổi. Đấy. Đều là những nhánh hướng lên rất đẹp. Người nào sở hữu dấu hiệu này trên mẫu bàn tay thì tài lộc của họ sẽ vào rất là dồi dào, mạnh mẽ, cũng ứng luôn vào cái thời điểm đó. Chính nhờ những cái đường chỉ tài đạo đan xen với mật độ dày đặc như thế này sẽ khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay buôn may bán đắt và gặp được nhiều may mắn trong công việc. Đây được gọi là dấu hiệu mang lại tài lộc rất lớn cho chủ nhân mẫu bàn tay. Bên cạnh đó, ta cũng thấy xuất hiện một vài đường chỉ hướng xuống, nhưng mà cấu trúc của đường chỉ hướng xuống thì tương đối là mờ, không có rõ. Vì thế, đây cũng là dấu hiệu thất thoát nhưng mà không đáng kể, không khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay phải lao đao khốn đốn. Đại kỵ nhất đối với những ai mà sở hữu đường chỉ hướng xuống, đậm, sâu và rõ nét. Tiền có vào bao nhiêu cũng ra sạch sẽ bấy nhiêu. Nhiều khi phải tay trắng, nợ nần rồi phải bỏ xứ đi xa quê nữa. Sẽ thật là bất lợi cho những ai sở hữu những đường chỉ đâm xuống đậm, sâu và rõ. Tiếp theo, ta bàn về cấu trúc của đường chỉ sinh đạo. Vị trí mình khoanh màu xanh đây, các bạn có thể thấy rõ đường chỉ sinh đạo cấu trúc rất đậm, sâu và rõ. Và càng về vị trí giai đoạn cuối, đường chỉ sinh đạo lại càng rõ hơn. Và cái kết thúc nó là một cái chẽ làm hai. Đây sẽ là dấu hiệu tốt về hậu vận cho chủ nhân mẫu bàn tay. Sẽ có một cái sức khỏe vô cùng dồi dào, gia đình yên ấm, hạnh phúc và rất ít sóng gió. Cái mốc này có thể rơi tầm khoảng ngoài 55 tuổi là chủ nhân mẫu bàn tay không phải quá lao tâm khổ tứ, phải nhọc lòng để mà lao động nữa. Họ sẽ tận hưởng một cuộc sống vô cùng an nhàn và đầy đủ. Các bạn cũng có thể thấy rõ đấy, vị trí giai đoạn cuối đường chỉ sinh đạo gần như là không có một cái vết cắt lớn nào cả. Cấu trúc của nó rất là hài hòa, rất tốt. Đây là tín hiệu vui lúc hậu vận cho những vị khách nào mà sở hữu dấu hiệu này trong tay. Bên cạnh đó, bàn tay còn sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi. Đây phải là mấy đường chứ không phải một đường đâu. Các bạn thấy không?
mình vẽ này này. Đường chỉ sinh đạo đôi mang lại sự may mắn, tài lộc. Nó như là một cái lá bùa hộ mệnh cho chủ nhân mỗi bàn tay đó. Có gặp tai nạn thập tử nhất sinh như thế nào cũng đều vượt qua một cách nhanh chóng. Dù cuộc sống có đẩy tới con đường cùng, không có lối thoát, nhưng một hồi sau vẫn có người giúp đỡ. Và phần lớn những người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi này, hậu vận của họ sẽ được nhờ về con. Và số người con của họ sẽ bằng 2 hoặc là trên 2 người, chứ không bao giờ là một người con. Con cái của họ sinh ra sẽ rất dễ bảo. Đường công danh của con cái sẽ rất là khá và sẽ là cái điểm nương tựa nhờ cậy cho chính bản thân họ. Vậy là thật đáng quý nếu ai sở hữu được một đường chỉ sinh đạo đôi dài, đậm, sâu và rõ nét như chính chủ nhân mẫu bàn tay này. Tiếp theo, ta sẽ bàn tới đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo này thì cấu trúc tương đối dài và rõ nét. Nhưng có một điểm trừ trên đây, đó là xuất hiện tương đối nhiều vết cắt. Đây sẽ là dấu hiệu của người dễ bị các chứng về đau đầu, tiền đình, các bệnh về phần đầu, phần cổ. Bởi vì trí não nó sẽ thuộc về trí tuệ, bộ óc và liên quan đến phần đầu. Ai mà có vết cắt trên đường chỉ trí đạo dễ bị mắc các chứng đau đầu này, huyết áp này, tiền đình này, viêm xoang này, viêm mũi này, viêm họng này, viêm tai này, đại khái là các vấn đề bệnh lý liên quan tới phần đầu và cổ. Theo kinh nghiệm mình cho thấy, cũng rất nhiều người bị các bệnh về u tuyến giáp cũng có những cái dấu hiệu như này. Vì thế, những quý vị nào mà đang sở hữu dấu hiệu này trên đường chỉ trí đạo, hãy thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe để chúng ta luôn luôn biết phòng tránh trước khi những căn bệnh nó tới với mình một cách quá muộn màng. Tiếp theo, ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là đường chỉ tâm đạo, vị trí mình khoanh đây. Đường chỉ tâm đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này rất đậm, sâu, rõ nét, thể hiện là người có tâm tốt, luôn luôn biết hướng thiện, làm bất cứ điều gì luôn luôn nghĩ tới lợi ích của đối phương trước khi nghĩ tới lợi ích của chính bản thân mình. Đây là người có tâm tốt. Người có tâm tốt chắc chắn sẽ đi xa được và sẽ thành công vô cùng rực rỡ. Đường tâm đạo cũng không có quá nhiều vết cắt nát. Đây sẽ thể hiện là người có cuộc sống hôn nhân tương đối là viên mãn, vợ chồng ở với nhau được tới trọn đời. Nhưng cái điểm đầu của đường chỉ tâm đạo, ta có thể thấy rõ, nó bị phân nhánh chẽ làm hai này. Đây sẽ là dấu hiệu của người có tính hay cả nể bạn bè, cả nể với đồng nghiệp, cả nể với bạn hàng, nhiều khi bị người ta lợi dụng lúc nào không hay. Dấu hiệu này có nói lên chủ nhân mẫu bàn tay mà sở hữu nó dễ bị mất của, cho vay mượn tiền được không lấy lại được, trao niềm tin, trao hy vọng, giúp ích cho những người xung quanh, nhưng rồi không nhận lại được phần hồi đáp, mà họ còn lấy oán báo ơn nữa. Đây thực sự là một dấu hiệu tốt, nhưng song hành của nó cũng là một cái điều xấu. Vì thế, những quý vị nào mà sở hữu cái dấu hiệu này, đường chỉ tâm đạo bị phân nhánh giai đoạn đầu, thì phải hết sức cẩn thận nhé. Hạn chế đừng cho vay mượn tiền bạc, đừng có tốt quá với bất kỳ ai, bởi vì cái gì thái quá nó cũng đều trở thành bất cập. Nhiều khi chả tạo được ra lợi lạc cái gì, hại người hại lại chính bản thân mình. Tiếp theo nữa, cung tử tức trong mẫu bàn tay này nổi cao, đầy, thể hiện là dấu hiệu của người sẽ được nhờ về con cái. Con cái của họ sẽ ngoan, học hành tới nơi tới chốn, thành đạt và sẽ là điểm rất tự hào dành cho họ. Ai mà sở hữu cái cung tử tức này nó no tròn, đầy đặn là một tín hiệu tốt về hậu vận cho họ. Bởi vì tất cả các bậc làm cha làm mẹ trên thế giới này sinh con đẻ cái ra cũng chỉ mong ước mỗi có điều này thôi. Nhà có nhiều tiền cỡ mấy, kinh tế có khá cỡ mấy mà con cái nó hư hỏng thì coi như cũng vất đi. Vì thế, người nào phải có phúc lắm thì mới được cái gò này nó đầy đặn và không có vết cắt. Ngoài ra, trên cái mẫu bàn tay này còn sở hữu được một cái đường chỉ rất đẹp. Đấy, có một đường chỉ đâm lên ngay dưới ngón tay đeo nhẫn cưới. Đây sẽ là dấu hiệu của người có lộc về đất đai, bất động sản. Đầu tư đất sẽ sinh lời. Và căn cứ với cái đường chỉ này, kèm theo với một cái bàn tay khép lại rất là chặt, đầy không có kẽ hở, mình tin chắc rằng cuối đời chủ nhân mẫu bàn tay sẽ sở hữu được rất nhiều những tài sản liên quan đất đai, bất động sản giá trị rất lớn. Họ có duyên về đất, họ đầu tư đâu chúng đó, và cái nguồn lợi thu lại về đất đai rất là lớn. Vì thế, những vị khách nào mà sở hữu cái vị trí mình khoanh tròn đây,
có đường vân đâm lên thì đừng chần chừ nữa, hãy tranh thủ đầu tư vào đất, tin chắc thành công đang đợi bạn ở phía trước. Và trên các ngón tay ta sẽ đi quan sát ngón tay cái. Ngón tay cái của chủ nhân mẫu bàn tay này rất căng, đầy và no tròn, thể hiện là người thích cầm quyền trong gia đạo. Họ là người có uy quyền, thích chỉ huy và sẽ nói được chồng. Phần lớn mọi phán quyết trong gia đình, công to việc lớn, họ sẽ là người phải đứng ra đương đầu và phải là gánh vác. Vì thế, người nào sở hữu ngón tay cái to, lớn sẽ là người không có tính cách lười biếng, kiên trì cho công việc, có ý chí phấn đấu, thích cầm quyền và họ sẽ đạt được cái sự thành công trong cuộc sống như họ mong đợi. Nhưng cái gì cũng vậy, không nên thái quá. Ai mà sở hữu ngón tay cái quá lớn, quá to, quá trù vù, nhất là cái vị trí đốt đầu tiên này, nó quá to như quả bi ve, nó tròn đầy căng, sẽ là người bảo thủ, cố chấp, ngang tàng, cứ thích làm theo ý mình, luôn luôn cho mình là trên hết, lợi bất cập hại, cái gì thái quá cũng đều không tốt. Vì thế, người mà sở hữu ngón tay cái nên to vừa, không quá to và cũng không quá nhỏ. Ngón tay cái mà nhỏ quá sẽ là người có ý chí bạc nhược, làm cái gì cũng căn đo, suy nghĩ, tính toán rồi rút lại không có làm nữa. Không có ý chí phấn đấu, hay sợ chết, hay sợ bị thất bại. Vì thế cuộc đời sẽ chả làm lên được trò trống gì cả, nếu mà sở hữu ngón tay cái quá nhỏ. Tiếp theo, khi ta quan sát các ngón tay khác thì ta có thể thấy đều chiều về một hướng, đường thẳng. Đây sẽ là dấu hiệu của người làm việc có nguyên tắc, có quy củ rõ ràng, có đầu, có đuôi. Khi họ bắt tay làm việc gì, họ sẽ phấn đấu cho tới cùng. Khi xong việc thì mới thôi. Đây cũng là một cái đức tính tốt của một người thành công. Nó sẽ là một yếu tố quan trọng mang lại sự giàu có cho chủ nhân mẫu bàn tay. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, không có ai giàu có mà lười biếng cả, trừ khi hưởng của cha của mẹ để lại. Nhưng nếu mà vẫn giữ cái tính cách lười biếng đó thì rồi sớm muộn của cải nó cũng bay sạch. Bởi vì sao? Miệng ăn núi lở. Người nào mà lười lao động thì chỉ có thất bại mà thôi. Và một phần quan trọng nữa, đó là quan sát về tuổi thọ. Thì ta sẽ căn cứ trên đường chỉ sinh đạo chính, ta quan sát xem nó có dài hay không. Đấy, đường chỉ sinh đạo chính, nó chấm gần đây. Và sở hữu được cả đường chỉ sinh đạo đôi nữa. Phần lớn, theo quan sát của mình, những người sở hữu hai đường chỉ sinh đạo chạy song song, tuổi thọ của họ ít nhất phải từ ngoài 70 tuổi. Và với bàn tay này, kết hợp với có 3-4 vòng cổ tay rất là rõ ràng. 1 này, 2 này, 3 vòng này. Vị khách này chụp không hết, nhưng ta cũng quan sát thấy có khoảng 3 vòng cổ tay. Cái ngấn đầu tiên này màu xanh sẽ không tính đâu nhé. Bởi vì đây là cái khu vực phân chia giữa cổ tay với bàn tay thì không tính. Nhưng cái dấu vết màu xanh này đây, vết hằn này đây thì không tính đâu nhé. Đây sẽ là cái vị trí phân chia giữa bàn tay với cổ tay. Thì ta không được tính là một vòng. Ta chỉ tính từ cái vòng thứ hai đổ ra. Đấy, thì bàn tay này quan sát khoảng 3 vòng. Và kết hợp theo đường chỉ sinh đạo đôi nữa. Đường chỉ sinh đạo chính cũng rất dài. Mình tiên đoán chủ nhân mẫu bàn tay này phải sống tới khoảng sấp xỉ 80 tuổi. Tuổi thọ rất cao. Nhiều bạn hay căn cứ trên đường chỉ sinh đạo chính, nó ngắn, nó dài, để mà phán đoán về tuổi thọ. Thì mình nghĩ đó không phải là phương pháp chuẩn xác. Bởi vì mình cũng đã quan sát rất nhiều mẫu bàn tay. Nhiều người sở hữu đường chỉ sinh đạo dài, nhưng mà họ lại chết yểu. Và nhiều khi tai nạn giao thông, rồi tai nạn té ngã, khiến cho cái mạng sống của họ không cao được nữa. Nếu để đoán biết về tuổi thọ, thì ta phải căn cứ thêm hai yếu tố. Thứ nhất là xem có đường chỉ sinh đạo đôi hay không. Tiếp theo là quan sát vòng cổ tay có nhiều vòng hay không. Đấy. Rồi nếu phổ rộng hơn nữa thì ta có thể quan sát về tướng pháp của họ. Nhìn tai, nhìn chân mày, nhìn mũi. Đấy. Nghe giọng nói nữa. Nói chung đoán về thọ yểu, nó cần căn cứ thêm nhiều cái môn khác nữa. Không chỉ nhân tướng bàn tay không. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Hy vọng cái video này sẽ đem lại cho những vị khách đang muốn tìm hiểu về cái khoa xem chỉ tay thêm được nhiều kiến thức bổ ích khác. Đây cũng như là một bài dạy mọi người để xem vận mạng cho chính mình. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm,
có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.